Các bạn hãy nghe ở được nguồn tình hormone kinh mùng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Mình là Rocky. Thì hôm qua Rocky có một sự cố ở nhà máy, dây chuyền bị ngừng sản xuất đến 4 tiếng đồng hồ. Thế nên là đây là một sự gọi là thiệt hại rất là lớn với công ty. Thì hôm nay thì mình cũng rất là bận vì họp lên họp xuống để xem lỗi tại ai. Thì mình cứ thấy là cái này là cũng khách quan, cũng không vấn đề gì, mình cũng không bị làm sao cả, nhưng mà họp lên họp xuống rất là căng thẳng và mệt mỏi. Nếu mà bạn nào làm ở các doanh nghiệp, các công ty lớn thì các bạn cũng biết rồi, họp nhiều đâm ra chỉ có đau đầu thôi, chả rút ra được cái gì nó đặc biệt cả. Thôi cứ đổi tại thiên nhiên, nên các bạn thông cảm cho mình nha. Hôm qua mình không đọc chuyện được cho các bạn thông cảm nha. Mà chuyện mới mình cũng chưa chưa có thời gian để mình tìm chuyện mới nữa cơ. Thôi chúng ta quay lại bộ chuyện nha. Tập 96, quyển 11, chương 493, Danh Chính Ngôn Thuận Thực Sự. Đêm tối tại châu Âu, triền miên trong đau đớn. Trong căn phòng trang mật đặc biệt của khách sạn, trên chiếc giường rộng lớn, một đôi nam nữ đang cuốn quýt. Cảnh đêm cũng rất đa tình. Qua khung cửa sổ sát sàn cong cong là đèn đường tĩnh mịch, hình như đám mây trên cao đang gặp gỡ ánh sáng, bầu bạn cùng các vì sao. Có âm thanh không thể kìm nén của người con gái là khó chịu mà chịu đựng, rồi chìm đắm, say sưa. Rất lâu sau vọng tới tiếng gầm khẽ của người đàn ông, hơi thở của anh khẽ gọi tên cô. Yêu yêu, anh yêu em. Mọi thứ rất lâu sau mới trở lại bình thường, chiếc giường yên ắng một lát. Một lúc sau mới có động tĩnh, Lâm Yêu uể oải nằm đó, mồ hôi ướt đẫm mái tóc. Diệp Uyên hơi chống người lên, bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Anh thỏa mãn cúi đầu, hôn khẽ lên gò má cô. Đừng đùa nữa, em phải đi tắm. Yêu Yêu đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, tim đập dồn dập. Cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa dám nhìn trực diện vào cơ thể của anh. Diệp Uyên ôm chầm lấy cô, cười đùa. Ngồi gì chứ, cho anh ôm thêm một lúc. Toàn mồ hôi. Cô khẽ đẩy ra, định đi xuống giường, nhưng hai chân thì mềm nhũn. Diệp Uyên đắc ý bật cười. Anh cười như vậy càng khiến Lâm Yêu thêm xấu hổ. Cô xoay hẳn lưng về phía anh. Khi Diệp Uyên còn đang định trêu chọc cô thì điện thoại vang lên. Nhân cơ hội ấy, Lâm Yêu vội vàng rời xa vòng ôm của anh, kéo chiếc áo ngủ rơi dưới đất bọc lấy người rồi đi tắm. Trong phòng tắm hơi nóng hừng hực, Lâm Yêu giơ tay gạt đi lớp nước trên mặt gương để lộ ra một gương mặt rõ nét. Gương mặt cô vẫn còn mang sắc hồng của màn tình cảm mãnh liệt, thậm chí hương sắc ửng thiện trên nét mặt thoạt nhìn như hoa đào đang nở. Lâm Yêu giật mình vì dáng vẻ này của mình. Bắt đầu từ khi nào cô cảm thấy vui vẻ hàng đêm với Diệp Uyên đã trở thành chuyện bình thường? Diệp Uyên, con người này giống như đang không ngừng len lỏi từng chút vào trái tim cô, theo nhiệt độ cơ thể anh, theo hơi thở của anh, theo cả từng sở thích của anh. Cô bắt đầu cảm thấy cán cân trong lòng mình dường như đang dần dần nghiêng về phía Diệp Uyên. Lẽ nào thật sự là cảm giác lệ thuộc của phụ nữ đang quấy rối? Cô và Diệp Uyên kết hôn rồi thì trong lòng cô cũng bắt đầu có cảm giác dựa dẫm sao? Cô chẳng rõ nữa, cô cũng không hiểu về tâm lý của con người, nhưng chuyện này đâu thể đem tới hỏi Tố Diệp. Cô lề mề trong phòng tắm rất lâu mới ra ngoài. Khi trở lại phòng, Diệp Uyên nhìn cô cười ngây ngô. Cô nhìn anh. Cười gì vậy? Diệp Uyên lật người ngồi dậy, trên người hoàn toàn trần trục, không hề mặc một thứ gì. Lâm Yêu vừa nhìn là mặt đỏ đỏ bừng, cô vội né đi, việc đó càng khiến Diệp Uyên cười sảng khoái hơn. Có một chuyện tốt và một chuyện xấu, em muốn nghe chuyện nào trước? Diệp Uyên hỏi. Lâm Yêu cúi đầu đi sang một bên dùng khăn khô lau đầu. Hồi trước xuống sau đi. Thái độ này chính xác đấy, Diệp Uyên khen ngợi. Tin xấu chính là chúng ta phải kết thúc tuần trăng mật sớm hơn dự kiến. Lâm Yêu ổ lên một tiếng, đây cũng đâu phải là tin xấu gì phải không? Thế thôi à? Thế thôi. Thế tin tốt là gì? Diệp Uyên lười biếng dựa vào đầu giường. Tin vui chính là bạn bè tốt của em gái tốt của anh, Tố Diệp sẽ làm đám cưới vào ngày 12 này. Hả? Quả bom hồng này nổ đúng vào người Lâm Yêu, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh ngờ lại nhìn trúng phải cơ thể của Diệp Uyên. Cô nhất thời căng thẳng, lập tức vứt áo ngủ cho anh. Em mặc vào đi đã. Diệp Uyên cười ha ha. Sao thế? Em nhìn thấy hồi hộp hay là lo sợ? Đừng có tự mãn. Lâm Yêu đỏ mặt lườm anh. Diệp Uyên khoác tạm áo ngủ lên người, gối hai tay ra sau gáy. Lâm Yêu hỏi ngay.
với Lý Bách Ngạn sao? Đương nhiên rồi, nó không lấy Lý Bách Ngạn, lấy ai đây? Diệp Uyên buồn cười. Đàn ông muốn lấy Tiểu Diệp nhiều lắm. Tuy rằng Lâm Yêu nói vậy, nhưng thật lòng cảm thấy vui cho Tố Diệp. Cô phải hỏi thêm. Nhưng tại sao lại đừng đột vậy? Tới trước khi đi em mua sắm với Tiểu Diệp, vẫn chưa thấy cô ấy nói gì cả. Vì nguyên nhân tại sao Diệp Uyên quả thật không biết rõ, anh suy nghĩ rồi nói. Tình cảm tới ngày nồng thắm, thì tự nhiên muốn lấy nhau thôi. Sớm hay muộn cũng vậy cả mà, như anh chúng ta vậy. Da mặt Lâm Yêu lại mỏng đi. Anh không còn nói nghiêm túc, em không nói chuyện với anh nữa đâu. Được được được, anh nghiêm túc. Nói rồi, Diệp Uyên đi xuống giường. Lâm Yêu giật mình, vội quay đầu lại. Diệp Uyên cười xấu xa, chậm rãi mặc áo ngủ tử tế. Anh đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống, ôm cô vào trong lòng. Vợ chồng với nhau rồi, còn ngượng ngùng thế này. Nói chuyện với Tố Diệp, không nói là em ra ngoài chơi đấy. Lâm Yêu nói xong định đi, Diệp Uyên giữ cô lại. Vợ yêu, đừng sai mà. Lâm Yêu nổi hết da gà. Nói thật đi, Tố Diệp và Niệm Ánh Ngạn làm đám cưới thật sao? Diệp Uyên cất vẻ nhăng nhít đi. Chính Niệm Ánh Ngạn gọi cho anh, nói là đã đăng ký kết hôn rồi. Trời đất ơi, quá thần tốc. Đám cưới vào ngày 12. Ừ. Lâm Yêu nhẩm tính ngày. Gấp quá. Đúng thế, thế nên em phải nghĩ xem đi mua quà gì cho người chị em tốt của em. Lâm Yêu không cần suy nghĩ. Dĩ nhiên là váy cưới rồi, bọn em đã hẹn trước rồi. Diệp Uyên chép miệng lắc đầu. Kiểu tình bạn thân thiết này của hai người có những lúc thật sự làm hại đàn ông. Cứ lấy nguyện chuyện váy cưới ra nói, rõ ràng là chuyện đàn ông phải làm, kết quả đều bị hai người giành mất. Nên mấy ngạn chưa biết chừng rất thích cùng Tố Diệp tới cửa hàng thử váy cưới đấy. Em nói cho anh biết, lòng đố kỵ của phụ nữ cũng rất mạnh mẽ. Bọn em là chị ăn tốt mười mấy năm rồi, kết quả bị đám đàn ông các anh xen vào chia tách. Trong lòng còn đang tức đây, mang việc váy cưới ra chính là để nhắc nhở đàn ông rằng phụ nữ lấy chồng gì rất quan trọng, nhưng bạn bè còn quan trọng hơn. Diệp Uyên ôm lấy cô, chống cằm lên bả vai cô mệt mỏi gật đầu. Được rồi, anh hiểu rồi. Hơi thở của người đàn ông phả vào cổ làm cô ngứa ngáy, cô rụt cổ lại, còn anh thì bật cười. À, có một chuyện. Lâm Yêu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nói ra. Diệp Uyên sẵn lòng lắng nghe. Cái mà... Lâm Yêu ấp úng. Mấy cái ảnh đó, có thể đưa cho em được chưa? Diệp Uyên nghiêng đầu nhìn cô. Em cũng lấy anh rồi, anh không thể cứ cầm mãi mấy thứ đó. Lâm Yêu nói vội. Diệp Uyên cười, cúi đầu hôn cô một cái. Khi nào em sinh cho anh một đứa con thì anh đưa. Dứt lời, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Diệp Uyên! Đồ đèo kia dùng mấy từ kết hôn trong mơ màng để hình dung Tố Diệp không sai chút nào. Sau khi lên xe, cô cảm thấy đầu óc mình vẫn còn ong ong, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng chúc mừng của cô gái ở cục dân chính. Nếu mấy ngàn không lái xe ngay, cứ thấy cô đờ đẫn, anh hỏi. Nghĩ gì vậy? Tố Diệp quay đầu nhìn về phía tiếng nói, cô nhìn vào mắt anh, há hốc miệng, mãi chẳng nói được câu nào. Nếu mấy ngàn thấy cô không khác là có chuyện gì, bên khởi động xe. Vừa nhấn chân ra thì bỗng nghe thấy Tố Diệp nói. Đợi đã. Anh lập tức phanh kít lại. Tố Diệp mặc kệ về mặt khó xử của Niệm Ánh Ngàn, cô giơ tay ra. Để em xem giấy chứng nhận kết hôn. Chẳng phải vừa lại em xem rồi sao? Anh ung dung đáp. Tố Diệp sốt sắng. Cô gái đó chỉ cầm trong tay khua khua trước mặt em một cái là anh đã giật mất rồi. Đó còn gọi là xem à? Cái đó thì có gì hay mà xem. Niệm Ánh Ngàn bơ ngờ, hôn cho cô xem. Tố Diệp tranh cãi tới cùng. Này, trên đó cũng có tên của em đấy. Cũng coi như là một thứ thuộc sở hữu của em. Tại sao không cho em xem? Niệm Ánh Ngoạn uể oải giải thích. Đơn giản thôi. Làm phí thủ tục 9 đồng 9, tiền photo 2 đồng rưỡi và 30 đồng tiền chụp ảnh đều do anh bỏ ra. Anh... Tố Diệp nghiến răng, cúi đầu rút ví của mình, lấy ra 50 đồng rồi đập lên vô lăng. Giờ cho em xem được rồi chứ? Niệm Ánh Ngoạn bị cô chọc cười. Anh cầm tiền rồi vứt vào trong hộp đựng đồ. Cho em xem một cái thôi. Dứt lời, anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, lật dở hồi hồi trước mặt cô rồi lại gấp vào, cất gọn. Ơ, em còn chưa nhìn thấy rõ mà. Tố Diệp không ngờ anh lại giở trò. Mắt em không tốt thì đừng trách người khác. Niệm Ánh Ngàn mỉm cười, cho xe chạy. Tố Diệp tức giận giơ tay ra. Trả tiền đây. Ồ, anh nợ em tiền sao? Niệm Ánh Ngàn nhướng mày, đánh tay lái một cái, chiếc xe vọt ra khỏi cục dân chính. 50 đồng vừa nãy. Niệm Ánh Ngàn phản bác. Làm gì có ai cho tiền giờ lại đòi lại chứ? Ai nói là em cho anh? Đó là tiền em trả cho giấy chứng nhận. 9 đồng 9 đăng phí, 2 đồng rưỡi tiền photo và 30 đồng tiền chụp ảnh. Tổng cộng mới có 42 đồng.
trả lại tiền thừa đây. Tú Diệp đưa tay ra trước mặt anh. Nhanh lên đi, ông chủ Niên, đừng có ăn quỵt, mau trả lại em 7 đồng 6 hào, một hào cũng không được thiếu. Niên Mách Hàn nhìn thẳng về phía trước, mỉm cười. Ai bảo em học dốt toán nhỉ? Chỉ cần dính líu tới tiền thì mức độ nhanh nhạy của em còn vượt xa mấy người ngân hàng ấy. Trả lại tiền. Làm người không thể nhắm vào sơ hở người khác. Bạn ấy đưa tiền cho anh, em có nói có dùng vào việc gì đâu. Thế nên anh cũng chỉ có nói là tiền để em xem qua một cái, không có chuyện trả tiền thừa đâu. Niềm mấy ngàn cong môi, Tố Diệp thầm mắng trong bụng, anh đúng là đồ gian thương. Một người làm ngân hàng giỏi, có thế nào mà một gã gian thương cũng chỉ có nước nhảy lầu. Giấy chứng nhận kết hôn em không được chạm vào. Niềm mấy ngàn khẽ nói, Tố Diệp sững người. Tại sao chứ? Niềm mấy ngàn không nhìn cô mà hơi tăng tốc. Đề phòng vạn nhất. Cái gì mà đề phòng? Tố Diệp nói được một nửa thì phanh gấp lại, cô bất chợt hiểu ra. Có phải anh đang sợ cô cầm giấy chứng nhận rồi bỗng một ngày nảy sinh suy nghĩ ly hôn hay không? Làm ơn đi, cho dù thật sự có ý nghĩ đấy cũng phải có sự bàn bạc của cả hai chứ. Có phải cô đang cầm giấy chứng nhận đó là ly hôn được đâu? Thông thường trong gia đình, nếu người phụ nữ giữ mấy thứ quan trọng, ví dụ như sổ hộ khẩu, hộ chiếu rồi giấy chứng nhận kết hôn gì gì đó. Tố Diệp như con cóc đã chết, định dãy dụa lần cuối cùng. Trường hợp của em đặc biệt, không được liệt vào danh sách những người bình thường. Nếu mấy ngàn đấy lại nấy nhù khắc cường, Tố Diệp không vui. Anh mới là người đặc biệt thì có ấy, anh là kẻ lập dị. Được, anh học lớp 2 mà. Nếu mấy ngàn kiên nhẫn. Nếu mấy ngàn dùng từ đồng âm khác nghĩa để chọc Tố Diệp. Đáng ghét. Quả nhiên đàn ông vừa lấy vợ, lập tức một miệng khác hẳn. Niềm mấy ngàn khẽ cười. Sau khi xe đi trên đường chính, cũng chính thức gia nhập đội ngũ chậm như rùa. Niềm mấy ngàn một tay nắm vô lăng, một tay đùa cô. Giận đấy à? Không thèm quan tâm đấy anh. Thế không được đâu, anh là chồng của em rồi. Anh véo mau cô. Danh xưng này đối với Tố Diệp có hơi xa lạ, nhưng lọt vào tai lại khiến tim cô bỗng đập điên cuồng. Chuyện này cũng bình thường thôi. Một năm nay cô và Niềm mấy ngàn ở bên nhau, thường ngày cũng chỉ xưng hô bằng tên. Cùng lắm thì Niềm mấy ngàn gọi cô bằng mấy cái tên thân mật như bảo bối hoặc là em yêu, nhưng mà số lượng cũng rất hiếm hoi, chẳng như thanh niên bây giờ còn chưa lấy nhau đã gọi chồng chồng vợ vợ. Thế nên vừa nghe Niềm mấy ngàn xưng hô là chồng, tai Tố Diệp đã ngứa ngứa, có chút mới mẻ, có một chút phấn khích. Rõ ràng là ăn trộm hồ sổ hộ khẩu còn không thừa nhận. Niềm mấy ngàn, anh nói dối mà không đỏ à? Tố Diệp lầm bầm. Niềm mấy ngàn nhớ mày. Anh muốn giữ thể diện cho em thôi. Tố Diệp xem xong bèn cảm thấy kỳ lạ. Thế là thế nào? Đèn đỏ xuất hiện, xe từ từ đi chậm lại. Niềm mấy ngàn mỉm cười. Chính em bảo anh đi lấy sổ hộ khẩu mà. Cứ bước phép tiếp đi. Thật mà. Nụ cười của Niềm mấy ngàn ngập tràn đáy mắt. Sáng nay mẹ em cứ hét mãi sổ hộ khẩu, anh mẹ hỏi em tìm sổ hộ khẩu làm gì, em bảo phải đăng ký kết hôn. Em chủ động như vậy rồi, anh đương nhiên phải đáp ứng rồi. Tố Diệp bàng hoàng. Niềm mấy ngàn, sở trường của anh phải là đổi trắng thay đen không? Ai đòi lấy sổ hộ khẩu, ai chủ động muốn được đăng ký kết hôn, ai... Những lời nói sau cùng đó đã bị bờ môi của Niềm mấy ngàn đàn áp. Tất cả mọi phản kháng, chống cự của Tố Diệp đã tan thành mây khói. Qua khoảnh khắc nụ hôn của anh rơi xuống, anh áp sát vào cô, gần kề như vậy. Môi và môi cọ sát là cách biểu đạt tha thiết tình cảm nhất của hai người yêu nhau. Khi hơi thở của anh ồ vào khoang miệng khoang mũi, có một giây phút cô thật sự muốn rơi nước mắt. Hình như đã lâu lắm rồi, hai người họ đã giá lạnh quá lâu rồi. Cảm giác ấm áp này, sự gắn kết chặt chẽ xuất phát từ nội tâm này khiến cô hình như được trở về như trước đây. Cô thầm gọi tên anh trong lòng, hai chữ bánh ngàn đã khắc sâu trong trái tim cô. Đồng thời lúc này, sự bất an cũng bị cô cố gắng đè nén xuống. Sự bất an đối với tương lai, sự bất an khi không thể tranh một đứa con. Đừng nghĩ gì nữa, được không? Tố Diệp an ủi mình như vậy, cô chỉ biết rằng giây phút mà này cô rất muốn được hôn anh. Cho tới khi tiếng còi xe vang lên phía sau, chia tách hai người. Bờ môi Niềm mấy ngàn cong lên một mức độ hoàn hảo, anh ngồi thẳng dậy, xoa đầu cô rồi lập tức cho xe chạy. Tố Diệp thì đỏ bừng mặt, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trái tim vẫn không thể bình yên sau nụ hôn sâu vừa rồi của anh. Đúng là người đàn ông đáng ghét. Rất lâu sau anh mới lên tiếng. Cười xong, em muốn ở đâu? Tố Diệp vẫn còn chìm đắm trong sự nóng bỏng ban đấy, cô nhất thời chưa phản ứng lại, quay đầu nhìn anh ngơ ngẩn. Anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi phi cười. Còn muốn sống tiếp tục ở Salium hay là về Tứ Hợp Viện? Tố Diệp thầm nghĩ, từ nay trở đi họ đã chính thức chung sống cùng nhau rồi. Không phải là người yêu, không phải là tình nhân, mà là vợ chồng.
cô và anh sẽ gây dựng một tổ ấm. Còn phải xem ý Niêm Ích Tiêu như thế nào. Cô nhắc tới cái tên ấy, dè dặt và thận trọng. Nét mặt Niêm Ích Ngạn không có nhiều thay đổi, cũng không thấy anh bực bội gì. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Thời gian này nó đang phải mài luyện tập, mấy hôm không về tới viện rồi. Tố Diệp vốn định hỏi anh tại sao lại đổi ý tài trợ cho Niêm Ích Tiêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn nên để dành câu hỏi này sau. Em thoải mái, thế nào cũng được. Vậy thì cùng anh về Tứ Hợp Viện đi. Niêm Ích Ngạn quyết định. Tố Diệp mím môi. Vậy Ích Tiêu liệu có ý kiến gì không? Niêm Ích Ngạn cho xe rẽ. Không đâu, căn nhà ở Salium thực chất cũng đứng tên nó. Nó dọn phải cũng tốt, cũng tiện cho trường đua luyện tập. Tứ Hợp Viện đứng tên anh, em là vợ của anh, ở nhà của anh là danh chính ngôn thuận. Tố Diệp cười khẽ. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Niêm Ích Ngạn giơ tay xoay mặt cô lại. Cô lấy một bác ta về đây anh cũng chấp nhận thôi. Anh đáng ghét. Trong minh viện, sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của Niêm Ích Ngạn và Tố Diệp, Tố Đông vui đến chảy cả nước mắt, vẫn gật đầu lia lịa khen tốt, cầm nó như cầm báu vật. Sau đó Phương Tứ Bình dừng lại, nhìn trái nhìn phải rất lâu, khóe mắt cũng ướn ướt. Tiểu thư mà đừng nhìn thấy hai cuốn sổ đỏ đỏ này thì tốt biết bao. Tố Diệp chợt xót xa trong lòng. Tú Khải đứng bên nói. Mẹ, hôm nay con chỉ còn đăng ký kết hôn là chuyện vui, mẹ đừng có khóc. Đúng, là chuyện vui, không khóc. Phương Tứ Bình gạt đi nước mắt, đổi lại thành một nụ cười, rồi cất hai cuốn sổ vào trong túi của mình. Bình thường hai đứa cũng không cần dùng đến nó, cứ cất ở chỗ mà giữ đầu hai đứa, nếu không để mất đi, lại phải làm cái khác thì rắc rối lắm. Tố Diệp chẳng mới biết làm sao, lại thêm người nữa. Quyển 11, chương 494, thật hạnh phúc. Tố Diệp không chịu nổi lại phản kháng nghị. Đám cưới bọn con trong mắt mở, không đáng tin cậy vậy sao? Phương Tứ Bình không hề ngượng ngập trước sự vạch trần thẳng thắn của Tố Diệp, bà cười. Đám cưới của các con đáng tin cậy, nhưng con thì không. Tất cả mọi người đều bật cười. Tố Diệp xấu hổ, đây có phải là mợ ruột của cô không? Sau khi dứt cơn cười, Tố Đông lại hỏi. Cưới xong hai đứa đâu? Niêm Ích Ngạn nói cho ông biết họ sẽ dọn về trong Tứ Hợp Viện. Tố Diệp mím môi cười, cố tình nói. Không thể ngấy dọn về nhà họ Diệp ở cũng được. Niêm Ích Ngạn nghe xong, dững người rồi nói. Đừng có đùa nữa. Anh dọn có đó thì còn ra thể thống gì, đó có còn lại cưới vợ hay không? Tố Diệp không nhịn được cười. Con bé này, từ nay trở đi Bách Ngạn là chồng của con rồi, đừng có suốt ngày mang chồng ra trêu chọc. Phương Tứ Bình vội nói, cô cũng chỉ đùa một tí thôi mà. Cuối cùng cô cũng ngồi xuống giường, kéo tay Tố Đông và nói. Cậu nhất định phải khỏi bệnh nhé, hôn lễ còn đợi cậu phát biểu đấy. Tố Đông nghe xong rất vui, cười kha kha gật đầu, nhìn thấy cảnh ấy Tố Diệp buồn vô cùng. Họ lại ngồi thêm một lúc nữa, nên Bách Ngạn thống kê sơ qua số người Tố Đông và Phương Tứ Bình mời. Tuy Tố Khải rất bận, nhưng đây là đám cưới của chị mình, thế nên dù thế nào cô cũng phải giúp một tay. Thuốc lá, bánh gato và các món buffet trước khi đám cưới bắt đầu đều do Tố Khải phụ trách. Nghe xong Tố Diệp khịt mũi. Xem chút thành lý của em kìa, trước đó thì tốn bao nhiêu tiền của em? Tố Khải giơ hai tay, phản bác. Em là một cảnh sát luôn tuân theo pháp luật, tháng nào cũng chỉ có từng ấy tiền lương, làm sao so sánh với chị được? Chị là nhà tư bản rồi, lại lấy một đại gia, liên kết vững mạnh này gọi là tư bản hùng hậu, đừng có mà nhăm nhe ví tiền của em. Niêm Ích Ngạn cười lớn rồi nói. Diệp, em làm chị cũng khắt khe quá đấy. Nói rồi anh quay sang Tố Khải. Mấy thứ này em không cần chuẩn bị đâu. Mấy thứ dựa vào hai từ em nghĩ chắc chắn anh rể cũng dùng lại tốt nhất. Vận chuyển mà đường hàng không cũng không thành vấn đề. Mấy thứ còn lại cứ để em chuẩn bị đi. Em không lại chị bại bắt để ở em, căn nhăn không thôi. Một tiếng anh rể làm cho Niêm Ích Ngạn nở hoa trong lòng. Tố Diệp cũng nghe thấy, cô đỏ mặt nhưng vẫn cướp lời của Tố Khải, nói với Niêm Ích Ngạn. Thu lái chắc là khỏi cần nhỉ. Niêm Ích Ngạn cũng có suy nghĩ này, một là bây giờ rất nhiều nhà hàng đã thẳng thừng từ chối việc hút thuốc lá, hai là anh cũng không muốn đám cưới của mình ngột ngạt mùi khói thuốc. Tố Khải nghe xong lập tức vỗ tay. Được rồi, lại bớt một khoản, nếu không anh chị bảo với thân phận của hai người mà thực sự dùng thuốc, em phải chuẩn bị bao nhiêu cho đủ. Niêm Ích Ngạn cúi xuống, khẽ gửi tầm bên tai Tố Diệp. Hai người không ngồi lấy chị em đấy. Tố Diệp phì cười. Sau khi Niêm Ích Ngạn và Tố Diệp rời khỏi phòng bệnh, Tố Khải ngồi bệt xuống giường bệnh. Rút một cốc nước, tu ùn ục rồi lau sạch miệng nói. Được rồi, bây giờ bố mẹ yên tâm rồi chứ? Phương Tứ Bình nói. Khi nào cả con cũng lấy vợ về nhà,
thì tim bố mẹ mới thực sự yên ổn được. Còn lại bà không nói gì thêm, bà cũng mới biết chuyện của Tú Khải và Diệp Lan đã chia tay không lâu trước đây. Thật ra ngay từ ban đầu, Vương Tứ Bình đã cảm thấy hai đứa nó không hợp nhau. Bỏ qua chuyện Diệp Lan là người nhà họ Diệp, chỉ riêng thân phận của cô chủ của con bé đã có không môn đăng hộ đối rồi. Nếu là một người bình thường, có chút quan hệ với cô hai nhà họ Diệp như Tố Diệp, chắc chắn chỉ mong cho con trai mình có gì đó với Diệp Lan. Nhưng Vương Tứ Bình và Tố Đông vốn không phải loại người ấy, sống yên ổn đã quen, cũng chẳng nghĩ tới mấy chuyện không đàng hoàng. Sau này Diệp Lan cũng làm một số việc khiến Vương Tứ Bình thay đổi cái nhìn, nhưng như vậy đã là sao? Không duyên không phận, bà định lợi bụng đợi cho Tố Diệp vượt qua chuyện tình cảm này thời gian sẽ giới thiệu cho nó một cô gái có gia đình tương đương, bình an sống cuộc đời này, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất bậc làm cha làm mẹ. Tố Khải gượng cười. Thế thì bố mẹ phải nghĩ cách khác rồi. Tố Đông nghe xong, nét mặt ngượng ngập, hắng giọng nói. Chị và anh rể con đi rồi, con cứ mau về đi, sở cảnh sát chẳng phải có một đống việc hay sao? Tố Khải đang định nói gì bên ngoài, có ai gõ cửa rồi đẩy cửa ra, là bác sĩ điều trị chính. Bác sĩ nói ngay. Tố Đông phải không? Sao bác vẫn còn ở đây? Hôm qua chẳng phải tôi đã thông báo với bác được xuất viện rồi sao? Tố Khải rồi mắt con có sai đâu, nhìn Phương Tứ Bình và Tố Đông. Phương Tứ Bình bị con trai nhìn đến mất tự nhiên, bà lập tức nói. Bác sĩ à, ông nhà tôi mấy hôm nay vẫn ho hùng lắm, làm sao có thể ra viện được? Phải đấy bác sĩ, tôi vẫn chưa hết ho mà. Tố Đông gấp gáp, lại vờ ho mấy tiếng. Bác sĩ chẳng biết làm sao, đành đi vào. Bác Tố Đông à, bệnh viện chẳng phải là nói với bác rồi sao? Bác chỉ bị viêm phổi, sau khi điều trị xong, bây giờ bác chỉ cần uống một ít thuốc tiêu viêm và chữa ho là ổn rồi, không cần ở bệnh viện đâu. Tôi cứ ở đây tìm thêm vài ngày nữa là hơn. Thế thì bác có thể tới phòng khám mà. Bác sĩ thật sự chưa từng gặp bệnh nhân nào như thế này, ai vào viện cũng chỉ muốn ra viện ngay lập tức. Ông ấy thì ngược lại, chỉ bị viêm phổi thôi nhưng sống chết đòi ở lại bệnh viện. Với lại bây giờ giường bệnh đang rất thiếu, bệnh nhân bên ngoài kia còn không có chỗ, bác cũng nên suy nghĩ cho những bệnh nhân còn bệnh nặng hơn nữa chứ. Ở chuyện này... Được rồi, sáng sớm mai bác mau làm thủ tục xuất viện đi. Đây là khoa hô hấp, nhiều vi khuẩn lắm, bác cũng đừng để đang không có bệnh lại bị lây nhiễm thành ra mang bệnh. Bác sĩ đưa ra thông điệp cuối cùng. Vương Tứ Bình và Tố Đông đưa mắt nhìn nhau. Bác sĩ đã động viên thêm mấy câu rồi rời khỏi phòng. Tố Đông thở dài. Vương Tứ Bình và nhìn Tố Khải. Bà đang định nói thì Tố Khải lập tức hiểu ý. Hiểu rồi, sáng sớm mai con sẽ lập tức tới làm thủ tục xuất viện cho bố. Về phía chị con, không nói một chữ. Thế con nghe được. Vương Tứ Bình hài lòng gật đầu. Tú Khải gượng cười trước mặt mọi người, giữ lại cô đơn cho riêng mình. Lúc nhìn thấy Diêm Lan đi ra từ tòa nhà văn phòng, ánh mắt của anh có sự đau đớn và đầy say đắm. Vừa có một nỗi đau không thể bỏ mặt tò bày. Thang sở tan kha, những người đi qua đi lại đều là những người đẹp trong bộ quần áo công sở hay những người đàn ông quần âu áo vét. Bảy và Diêm Lan nhìn thấy anh rất nhanh, mắt cô chợt sáng lên rồi lại tối đi ngay. Cô đi tới. Em thường anh không bao giờ tới tìm em nữa. Cô cất giọng khàn khàn. Tú Khải kìm nén cảm giác bồng bột, muốn ôm cô vào trong lòng. Anh hắng giọng nói. Anh đến báo em, tới dự đám cưới. Anh kết hôn ư? Diệp Lan ngẩn phát đầu lên nhìn anh, trong khoảnh khắc khóe mắt chợt ửng đỏ. Tú Khải thấy vậy, liền hốt hoảng, vội vã giải thích. Không phải là anh, là đám cưới của chị Tố Diệp và anh Niêm Mấy Ngàn vào ngày 12 này. Vì hai mọi người chưa đăng ký chưa lâu nên những nhân viên trong công ty chắc chắn chưa nhận được thông báo. Thế nên Tố Diệp đã giao cho anh một nhiệm vụ là báo cho Diệp Lan trước. Thật ra anh hiểu dụng ý của Tố Diệp, nhưng việc đã tới nước này anh cũng biết làm gì đây. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn không kìm được lòng mình đến đợi dưới tòa nhà của Tinh Thạch. Mượn cớ thông báo chuyện đám cưới của Diệp Lan, thực chất là được gặp cô một lần. Diệp Lan nghe vậy chợt hiểu ra, cô nhận thấy hành động của mình có phần vô lý. Cô cúi đầu. Đám cưới bất ngờ quá, nhưng vẫn chúc mừng anh chị ấy, em nhất định sẽ tới dự. Tú Khải gật đầu nhưng lại không thể không nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Mặt cô trông có phần nhợt nhạt, anh bất giác hỏi. Em không nghỉ ngơi đủ sao? Trông sắc mặt em không tốt lắm. Diệp Lan giơ tay ôm mặt, nhìn anh một cái. Em vẫn nghỉ ngơi tốt. Nếu cô biết hôm nay anh tới, trước khi đi, cô nhất định sẽ dậm thêm một ít phấn, che đi sắc mặt tồi tệ thời gian gần đây vì mất ngủ trầm trọng. Tú Khải trầm mặc một lúc rồi hỏi cô. Anh ta tốt với em chứ? Anh vẫn không thể hỏi được khi nào hai người làm đám cưới, không thể thốt lên lời vì trái tim quá đau. Tốt lắm.
Diệp Lan vẫn cúi gằm, lúc nói cổ họng cô nghẹn lại. Câu chuyện tới đây, chủ đề của hai người dường như đã tới cổ trai. Tú Khải không biết phải nói gì với cô nữa, nhưng anh lại không muốn bỏ nhì như thế. Cả Diệp Lan cũng vậy, cũng không nỡ rời bước đi trước. Họ tham lam hưởng thụ từng giây phút gặp nhau hiếm hoi mà ngắn ngủi, giữa sự quyến luyến và không đành lòng. Họ sợ nếu lại chia xa thì từ nay đôi người đôi ngả. Tú Khải muốn hẹn cô ăn tối, đây là suy nghĩ trực tiếp nhất của anh. Ý định này mỗi lúc một tích tụ dần. Anh đang định lên tiếng thì thấy một chiếc xe dừng ngay sau xe anh. Cửa xe mở ra là Cảnh Long. Ô tô của Cảnh Long là một chiếc xe đua hào hoa sang bóng, còn Tú Khải chỉ là một chiếc xe kiểu thực dụng. So với xe của Cảnh Long đúng là chán hơn rất nhiều. Tú Khải lập tức nuốt lời nói của mình ngược trở lại. Không sai, những gì anh có thể cho cô, Cảnh Long cũng làm được. Thậm chí những anh không thể mang tới cho cô, Cảnh Long vẫn làm được. Hai, Tú Khải. So với dây gượng gạo ngắn ngủi, Cảnh Long cố gắng nở nụ cười. Anh ta đi tới, khẽ ôm lấy Diệp Lan. Bờ vai Diệp Lan hơi run lên, cô vô thức nhìn về phía Tú Khải. Nhưng ánh mắt anh bị đâm đau bởi đôi tay đang đè đặt lên vai cô. Một lúc sau, anh cũng sẵn lòng cười lấy lệ. Đi được chưa em? Nhưng Diệp Lan vẫn do dự, vẫn không gật đầu. Đi thôi, chẳng phải em vẫn nghe hà nhạc sao? Ăn cơm muộn sẽ dễ giờ mất. Giọng Cảnh Long đầy dịu dàng, Diệp Lan cuộn chặt thế lại, cuối cùng cũng buông tay, gật đầu. Cảnh Long đưa Diệp Lan lên xe trước, sau đó quay lại nói với Tú Khải. Xin lỗi. Tú Khải thu lại nụ cười. Xin tình cảm, chẳng thể nói ai có lỗi với ai. Nhưng Cảnh Long, anh phải thề với tôi, cho dù rời khỏi sở cảnh sát, anh vẫn phải bảo vệ Diệp Lan, không được phép để cô ấy sơ sẩy gì. Diệp Lan sắp làm vợ của tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Nét mặt Cảnh Long nghiêm túc, Tú Khải cũng không nói nhiều nữa. Ánh mắt anh vui thức lướt về phía Diệp Lan đang ngồi trong chiếc xe đua. Cô cũng lặng lẽ quan sát anh, khóe mắt ửng đỏ rồi quay đầu lại. Tìm Tú Khải chợt thắt lại, anh cũng quay người bỏ đi. Tú Diệp và Niềm Anh Ngạn đã bàn bạc xong xuôi, sau khi cử hành hôn lễ xong, họ sẽ dọn tới Tứ Hợp Viện. Niềm Anh Tiêu vẫn ở trường đua, không có ý kiến gì. Cậu ta nói mấy hôm nay về Tứ Hợp Viện dọn đồ, sau đó cười nói với Tú Diệp, cuối cùng cô cũng trả lại nhà cho cậu ta rồi. Mệt mỏi cả ngày, ăn tối xong, Niềm Anh Ngạn lại có điện thoại gọi về công ty. Khi trở về salon, Tú Diệp đã mệt thở không ra hơi. Ngay sau đó, cô nhận được điện thoại của Lâm Yêu đến từ châu gọi về. Cô ấy nói với cô ấy sẽ bay về Bắc Kinh ngay lập tức. Bảo Tú Diệp đợi mình, cũng đi sắm mấy thứ cho đám cưới. Đối mặt với sự nhiệt tình của người chị dâu này, Tú Diệp nhất thời cảm thấy áy náy. Cô nói, hay là cậu khỏi phải về, cứ làm một em bé mấy ngày trăng mật này đã. Cô bị Lâm Yêu mắng như tát nước vào mặt, cô ấy nói không có lương tâm, cô không định mời cô ấy tham dự đám cưới nữa sao. Tú Diệp cười ngây ngô, Lâm Yêu nhớ tới vấn đề sức khỏe của cô, nên hỏi cô đã nói với Niềm Mấy Ngàn chưa. Tú Diệp trầm mặc giây lát, rồi trả lời Lâm Yêu. Mình nói với anh ấy, mình bị mất đứa con sao mới bị như vậy. Cậu... Lâm Yêu chết đứa người, cô ấy lập tức hiểu ra nỗi khổ tâm của Tú Diệp, thở dài. Cậu làm về quá thiệt thòi cho mình, biết ít nhiều cũng là vì anh ấy mà ra. Kết quả cũng chỉ vậy thôi, không cần phải nói rõ ràng ra như vậy. Lâm Yêu thở dài não nề, muốn cô khuyên nhưng lại chẳng tìm được lý do là phù hợp. À đúng rồi, cậu nói với Niềm Mấy Ngàn là áo cưới bên mình đã chuẩn bị xong rồi, bảo người ấy đừng mua nữa. Cô ấy đổi sang đổi chủ đề khác, không muốn không khí trở nên nặng nề. Tú Diệp điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, chưa đùa. Có phải cậu đã gói hộ mình tặng để đối phó với mình không đấy? Đúng rồi, vừa hai bên này mình tìm được một thợ may, sửa lại số đo một cái là xong. Lâm Yêu cố tình hồi theo. Số đo không thay đổi à? Tới ngày đám cưới cậu béo lên rồi hay sao? Tú Diệp chưa cố ý, Lâm Yêu đả kích. Bạn yêu à, là vì vòng một của cậu, đáng ngưỡng mộ quá. Tú Diệp lại đỏ mặt. Biến ngay. Lâm Yêu phì cười. Tuy rằng tiện đám cưới của cô không phải lo, nhưng cô đã đồng ý với Niềm Ánh Ngàn sẽ làm một danh sách khách mời. Thế nên cũng phải nhắn một tin cho mấy người bạn thường hay nói chuyện, thông báo với chuyện đám cưới ngày 12. Suy nghĩ của cô là gọi điện thẳng, buông tha cho người ta một quả bom đỏ như vậy. Lỡ như người ta không muốn tới, lại ngại từ chối cũng ngượng ngập. Dùng hình thức tin nhắn, một là cô không thông báo, hay là cũng báo cho người ta một đường lui nếu không muốn tới. Chỉ cần tới lúc đó, người ta nói đọc tin muộn cũng không có vấn đề gì. Mấy đồng nghiệp phía Tinh Thạch cũng không cần cô thông báo, đó là việc của Niềm Ích Ản. Cô chỉ nói với Giao Sư Đinh chuyện mình đám cưới, nhưng người khác thì thôi. Phía trường học, cô cũng chỉ báo cho lãnh đạo riêng, chủ yếu là để xin nghỉ phép. Quan trọng hơn là cô nhất định phải mời được thầy giáo của mình. Thầy giáo của cô chính là Sư Lão,
năm nay đã hơn 70 tuổi, có học trò vang danh khắp nơi. Vừa nghe tin cô kết hôn, thầy đã kích động phát khóc trong điện thoại. Thầy không ngừng chúc mừng, nói nhất định sẽ tới dự. Tố Diệp là học trò yêu quý của thầy, giáo sư thân thiết với cô hơn cả con gái ruột. Tố Diệp được quay về trường dạy học cũng là giờ có sư lão. Giáo sư Đinh và Đinh Thư Thừa hết lòng giới thiệu những người có ơn với cô, Tố Diệp không bao giờ quên. Còn đối với một người thầy có ơn khác nỡ nàn Đinh Thư Thừa, Tố Diệp hít sâu một hơi. Cô thấy chuyện này nên gặp mặt trực tiếp nói là hơn, thực tế cũng chưa cần cô chủ động hẹn gặp Đinh Thư Thừa. 5 phút sau, giáo sư Đinh biết chuyện cô làm đám cưới, Đinh Thư Thừa đã gọi điện tới hẹn gặp mặt cô. Tố Diệp đồng ý. Điện thoại vừa kết thúc, lại liên tục mấy cuộc gọi khác gọi tới, chính là những người bạn cô vừa nhắn tin. Tất cả bọn họ đều gọi tới chúc mừng cô, không thiếu một ai, họ nói nhất định sẽ tới dự, rồi lại buôn dưa lê về chuyện của Niếm Ích Ngàn. Ai nấy đều ngưỡng mộ cô, lấy được người đàn ông xuất sắc. Tố Diệp bĩu môi, thôi rồi, chắc chắn là mấy người bạn này của cô đều đã phản bội lại cô rồi. Sau khi bận rộn xong mấy việc, Tố Diệp mới lấy lại tinh thần dọn dẹp đồ đạc. Từ nay không còn ở trong căn nhà này nữa, nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc. Gần tới 10 giờ, Niêm Ích Ngạn dùng số di động cá nhân của anh gọi cho cô. Cô nhấc máy, trong hơi thở hồn hển. Em sao thế? Niêm Ích Ngạn khẽ hỏi, vì bên anh rất yên ắng, càng khiến giọng anh thêm dễ nghe. Tố Diệp thở dài một hơi. Em sao đâu? Thật à? Anh nửa đùa nửa thật, Tố Diệp mím môi. Xả đấy, ở nhà có một người đàn ông, hai người đang tập thể dục. Niêm Ích Ngạn khẽ cười. Dám em nói với anh như thế hả? Lớn mật rồi. Biết đâu em nói thật thì sao? Đây gọi là kế khích tường đấy, ông Niên ạ. Tố Diệp nằm vật ra sofa, bầy ỏi ôm lấy chiếc gối vào trong lòng. Đầu kia thản nhiên nói. À Niên, tôi nghĩ vẫn chưa có người đàn ông nào dám ngủ với vợ của Niêm Ích Ngạn này. Một tiếng bà Niên làm mặt mũi Tố Diệp đỏ hồng. Cô hắng giọng. Anh tự xem lại mấy giờ rồi? Anh gọi điện mà không định nói tối nay anh có về không ấy chứ? Không để anh nuôi dưỡng thói quen này được. Thật ra trong lòng cô hiểu Niêm Ích Ngạn bận rộn cỡ nào, về muộn hoặc không về có lẽ sẽ thường xuyên như cơm bữa. Nhiều nay chẳng hiểu sao cô bỗng nhiên nhớ anh cồn cào. Quan trọng hơn là cô không biết tối nay có được tính là đêm tân hôn không. Có lẽ cử hành hôn sẽ xong mới được tính là chính thức nhỉ. Bắt đầu quan trọng rồi đấy à? Anh vẫn cười suốt. Chỉ như một câu nói đùa nhưng lại cảnh tỉnh Tố Diệp. Đúng thế, cô bắt đầu quản anh rồi sao? Thật ra đây không phải ý định ban đầu của cô, rất nhiều người đàn ông ban đầu hứng thú khi có sự ràng buộc một nửa của mình. Nhưng thời gian trôi đi, đàn ông càng ngày càng cần không gian riêng, còn phụ nữ thì càng ngày càng muốn tấn công vào thế giới riêng của người đàn ông. Thế là mâu thuẫn nảy sinh. Cô bắt đầu sợ rằng mình cũng giống như người phụ nữ khác, tai mắt mũi chỉ muốn bám dính lấy chồng mình. 24/24, theo dõi xem anh ấy đang ở công ty ăn cơm với ai, họp hành tật hay là lấy cớ hẹn hò. Rồi nhân lúc chồng không để ý, lén xem di động, máy tính của anh ấy, lén gửi lên người anh ấy xem có mùi nước hoa của người phụ nữ khác hay không, xem có tìm được sợi tóc nào khả nghi trên quần áo hay không, hoặc lại lấy cớ mang cơm tới công ty để quan sát nhất cử nhất động của chồng mình. Cô nghĩ thôi cũng đã cảm thấy sợ, nhưng cô biết rõ thật ra cô có thể làm ra mấy hành động đó. Vì Niêm Ích Ngạn quá xuất sắc, vị trí của anh, ngành nghề anh đang tiếp xúc đều hấp dẫn đủ mọi loại phụ nữ. Cô sợ sự chiếm hữu, ngăn ghét sau này sẽ lấy danh nghĩa tình yêu bó buộc mọi thứ của anh, xâm phạm tới thế giới riêng của anh. Anh đâu phải là một người đàn ông để mặc cho phụ nữ dắt đi. Cô sợ sau này anh sẽ chán ghét mình. Diệp Diệp, Niêm Ích Ngạn thấy cô mãi chẳng nói năng gì, bèn dịu dàng gọi tên cô. Lúc này Tố Diệp mới bàng hoàng tỉnh lại, cô đằng hắng. Ai quản anh, đừng có mơ tưởng. Niêm Ích Ngạn cất giọng cường chiều. Xem ra lấy vợ về rồi, cũng chẳng khác gì độc thân. Công việc còn khá nhiều, tối nay anh sẽ cố gắng về nhà. Em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh, có lẽ sẽ rất muộn đấy. Cô dài dòng. Cô sống liệu có giống như trước đây cô chẳng biết nữa, nhưng có một điểm cô có thể cảm nhận được rõ ràng. Giọng điệu gọi điện thoại của Niêm Ích Ngàn càng ngày càng giống như một người chồng. Tuy rằng trước đây anh cũng dặn dò cô như thế, nhưng cảm giác tối nay khi nghe được mấy lời ấy lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này cô mới ý thức được, tuy là một tờ giấy thôi, nhưng đã trao cho họ những trách nhiệm mang tính pháp lý. Mà dưới sự bảo hộ của uy quyền và pháp luật, như chuyện khiến cho nam nữ đều nảy sinh ra một cảm giác dựa dẫm và an toàn đặc biệt. Từ nay về sau, cô và Niêm Ích Ngàn chính là hai người thân thiết nhất trên cuộc đời này. Thân thiết không đơn thuần chỉ nói về thân thể. Một đôi nam nữ chỉ yêu nhau so với một đôi nam nữ đã kết hôn, cảm giác vững chãi và thân thiết chắc chắn sẽ không giống nhau. Phía trước chỉ có sự quyến luyến về mặt thể xác, còn phía sau, ngoài thể xác ra còn có tâm lý,
trách nhiệm và rất nhiều nghĩa vụ gắn bó cùng họ. Nghĩ lại cũng thật cần kỳ. Nên mấy ngàn lại dặn cô đồ đạc cứ tạm để ở đó, đợi anh về rồi thu dọn. Lòng Tố Diệp chợt ấm áp, cô khẽ lại một tiếng. Ngắt máy rồi, Tố Diệp nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, nó vẫn nhảy đều đặn từng nhịp. Cô nghĩ mùng, giá mà nói chạy nhanh hơn một chút thì tốt biết bao. Chẳng biết cô đã thiếp đi từ lúc nào, trong mơ hồ cô cảm thấy ngực mình ngứa ngứa, nhưng có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, cảm giác này như thật như giả. Thế là Tố Diệp mơ thấy một giấc mơ như vậy. Trong mơ chỉ có Nề Mễ Ngạn, anh đưa cô tới một nơi ngập trời hoa tuyết cầu, giống như một biển hoa rộng hút tầm mắt. Quần áo của cô cũng trắng trong như suốt, hòa cùng với cánh hoa, xinh đẹp vô cùng. Nề Mễ Ngạn tháo tung chiếc váy của cô ra, hôn cô đầy trân trọng. Cô và anh ngã xuống biển hoa, anh dịu dàng quấn lấy cơ thể cô, bên tai vang lên những tiếng thở khàn đục của anh, phả vào tai cô nóng rẫy. Sức mạnh của anh như lửa, thân hình cao lớn gần như nuốt chửng lấy cô. Bỗng nhiên, sự khó chịu khiến Tố Diệp dần mình, giải tuyết cầu trong mơ nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Cô mở mắt ra, nhưng chẳng mấy chốc lại chìm đắm trong nhiệt độ nóng bỏng của một người đàn ông. Cô tưởng chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh đã dùng hành động thể hiện với cô sự chiếm hữu nhiệt tình của chính mình. Anh Hàn, Tố Diệp vô thức khẽ gọi tên anh, dưới đèn mờ mờ, ánh mắt hai người như lửa đốt, đến cả bờ vai của anh, lồng ngực rộng lớn đều gần như làm cô tan chảy. Anh say mê hôn lên tóc cô, rồi men nhẩn xuống làn môi, cùng trao nụ hôn nồng nàn tình cảm. Anh như một con báo trong bóng tối, tích tụ vô vàn nhiệt huyết và sức mạnh, giành giật về mình một cách bá đạo và mạnh mẽ. Bao nhiêu lâu, Tố Diệp đã chẳng còn khái niệm về thời gian nữa. Cô chỉ biết Nề Mễ Ngạn khẽ gầm lên bên tai cô, khoảnh khắc hoang dại ấy khiến cô quyến luyến sâu sắc. Cô cảm thấy mình chưa bao giờ hoàn chỉnh đến thế. Cô chỉ còn sức để thở, cả người mềm oạt nằm trong vòng tay đầy mồ hôi của anh, tóc cô cũng dính chặt vào trán, mồ hôi nhòe ra cả gối đệm. Rất lâu sau, Tố Diệp mới có sức giơ tay lên, chọc vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh đánh úp em. Vậy sao? Nề Mễ Ngạn nắm lấy tay cô, đặt lên môi, khẽ cười. Vừa rồi em phối hợp rất tốt mà. Gương mặt Tố Diệp đỏ dần, chẳng biết là vì sự nhiệt tình vẫn còn hay là những lời anh nói. Cô muốn rút tay về nhưng lại bị anh ôm chặt. Cánh tay người đàn ông ngập tràn sức mạnh, cả người cô mềm nhũn, lập tức nằm im. Nề Mễ Ngạn thở một hơi thỏa mãn ở trên đỉnh đầu, rồi cất giọng trầm ấm mà quyến rũ. Được ôm em như thế này thật là hạnh phúc. Đúng vậy, cô cũng cảm thấy thật là hạnh phúc. Quyển 11, chương 495, khung cảnh vẫn vậy, lòng người đã khác. Mấy ngày trước đám cưới bao giờ cũng nhốn nháo, hoàn loạn, tuy rằng tất cả những việc lớn đều dồn lên người Nề Mễ Ngạn, nhưng có một số việc Tố Diệp vẫn phải đích thân đi làm. Ví dụ như ngày đám cưới cô sẽ phải thay những bộ quần áo nào, đeo trang sức nào hay giữ ra như thế nào trước khi cưới. Hôm nay Tố Diệp phải đặt lịch hẹn với hai khách hàng, cố định buổi chiều sẽ tới phòng tâm lý của Đinh Thư Thừa. Khi tới phòng làm việc của giáo sư Đinh, cô gặp Phương Bội Lôi. Cô ta nhìn Tố Diệp một cách khó hiểu, rồi buông một câu. Ayo, cuối cùng lấy chồng rồi. Biết tin cũng nhanh thật đấy. Có lẽ là Lý Thánh Đản thông báo khắp nơi, cô bé ấy điểm gì cũng tốt, chỉ mỗi tội chuyện gì cũng nhanh mồm nhanh miệng. Tố Diệp mỉm cười nhìn Phương Bội Lôi. Phải, hoan nghênh chị tới góp vui. Phương Bội Lôi nhướng mày. Hôn lễ của gia đình giàu có, liệu có yêu cầu cách ăn mặc của tôi không đây? Tố Diệp trả lời theo ý của cô ta. Chính chị cũng nói là hôn lễ của gia đình giàu có, thì đương nhiên ăn mặc cũng phải phù hợp. Chuyện này không phải để tăng thể diện cho tôi. Chị cũng biết đấy, mấy dịp này không có ít những người thành công vẫn còn độc thân, biết đâu chị lại câu được trăng giày vàng. Phương Bội Lôi cao hứng đứng thẳng người, khẽ hừ một tiếng. Tôi không có thói quen hành hạ mình vì đàn ông. Dứt lời, cô ta nện chiếc giày cao gót 7-8 phân cùng cô bỏ đi. Tố Diệp mướt mồ hôi, cùng nói chuyện với Đinh Tư Thừa thì không suôn sẻ như vậy. Dĩ nhiên, cái gọi là không suôn sẻ chỉ là cảm giác riêng của Tố Diệp. Đinh Tư Thừa vẫn nhiệt tình với sự xuất hiện của cô, nhưng cô luôn cảm thấy mình và Đinh Tư Thừa không thể trở lại những tháng ngày không có chuyện không tâm sự nữa rồi. Giống như có một vách ngăn mỏng chắn giữa hai người, nó trong suốt, không thể nhìn thấy. Cả hai người vẫn đối mặt với nhau, nhưng trong giọng nói không còn rõ ràng nữa. Yêu đã lấy Diệp Yên rồi, em hy vọng anh có thể thật sự dứt lòng. Đây là mục đích quan trọng nhất của Tố Diệp muốn tìm Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa không tới dự đám cưới của Diệp Yên và Lâm Yêu, chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn chút nút thắt, không viện mấy cái cớ ra vẻ đường hoàng.
Cô và Đinh Nữ Thừa đều là những người phân tích tâm lý, nhưng anh nghĩ đến chuyện che giấu được ai. Anh còn tưởng em mời anh tới dự đám cưới. Đinh Thư Thừa lảng tránh vấn đề, Tố Diệp nói. Anh là thầy hướng dẫn của em, đám cưới của em, đương nhiên hy vọng anh có thể tham gia. Chỉ là thầy hướng dẫn thôi sao? Đinh Thư Thừa bất ngờ hỏi, câu nói ấy khiến Tố Diệp hơi giữ người, mấy giây sau cô hỏi. Anh có ý gì? Đinh Thư Thừa im lặng nhìn cô, ánh mắt khác thường. Tố Diệp cũng cảm nhận được sự khác lạ đó, dường như có điều gì đó. Cô vĩnh định hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng một giây sau bất ngờ suy đoán ra điều gì đó, nét mặt của chợt cứng đờ. Đinh Tư Thừa cũng thông minh, anh ta biết cô đang nghĩ tới thứ gì, bèn nói. Anh biết, em đã từng yêu thầm anh. Giống như có một quả bom nổ tung trong đầu, trái tim Tố Diệp bỗng run lên, nhưng nó cũng bình tĩnh lại rất nhanh, cô thở ơ nói. Phải, đúng là em đã từng yêu thầm anh, nhưng em biết rất rõ cảm giác của mình đối với anh, phần nhiều là sự ngưỡng mộ, còn bây giờ em đã phân biệt rõ ràng thế nào là tình yêu, thế nào là lòng ngưỡng mộ. Tia sáng trong đáy mắt Đinh Tư Thừa tối đi rất nhiều, anh ta khẽ gật đầu, rất lâu sau mới nói. Nhưng liệu em có biết tình cảm của anh đối với em hay không? Hô hấp của Tố Diệp ngừng lại, anh ta lập tức nhìn cô, giọng nói rành mạch từng chữ. Tiểu Diệp, anh yêu em, từ khi anh ý thức được người mình yêu là em, tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ ngừng lại. Tố Diệp ngỡ ngàng, trợn to mắt, cô đã hoàn toàn bị câu nói của anh này đánh trúng. Dần dần hơi thở của cô trở nên nặng nề, cô nhìn thẳng vào mắt Đinh Tư Thừa. Thế nên anh mới chia tay với yêu? Đúng vậy. Lòng Tố Diệp đau như dao cắt, tất cả mọi cảm xúc hóa thành căm phẫn và tự trách. Đinh Tư Thừa, anh phải nói với tôi, tại sao? Đinh Tư Thừa im lặng. Anh thật quá quát. Tố Diệp rời khỏi phòng tâm lý của anh như đang chạy trốn. Cuộc nói chuyện với Đinh Tư Thừa quả thực khiến cô không vui, nó khiến Tố Diệp cuối cùng cũng hiểu ra việc Lâm Yêu tự sát và mắc bệnh trầm cảm thực chất là vì cô. Đinh Tư Thừa yêu cô nên mới chia tay với Yêu Yêu, còn cô vốn dĩ là biết rõ Đinh Tư Thừa yêu cô nên cô ấy mới rẻ nén, cuối cùng tự làm hại bản thân mình. Một mặt Tố Diệp bắt đầu day dứt sâu sắc, còn mặt khác cô cũng đang nghĩ Đinh Tư Thừa trước giờ không phải là một người bồng bột, anh ta lại lựa chọn kể cho cô biết chuyện ấy vào lúc này, anh ta có mục đích gì? Yêu Yêu gấp rút bay từ châu Âu trở về, cô ấy đặc biệt xin nghỉ phép để cùng Tố Diệp đi thử váy cưới, chọn trang sức. Tố Diệp lập tức đồng ý, cũng vừa hay Niệm Minh Ngạn gọi điện thoại tới nói anh phải đi tiếp khách, buổi chiều còn có một buổi họp, cô nói tới Bờ Rai để tìm giám đốc Lưu, cụ thể là lý thứ gì đó thì Tố Diệp không biết, nhưng cô vẫn tới Tinh Thạch tìm Yêu Yêu. Trong Yêu vô cùng phấn khởi, sự hưng phấn này còn hơn rất nhiều ngay cả bản thân cô làm đám cưới. Cô ấy mang về từ châu Âu cho cô bộ váy cưới và một số trang sức tinh xảo, quả thực nó rất đẹp, có thể nhận ra giá không hề rẻ. Rồi lập kế hoạch tuyến đường chiều nay đi mua sắm. Tố Diệp bất giác ôm chầm lấy Yêu Yêu, nói: Yêu Yêu, mình xin lỗi. Yêu Yêu giật nảy mình, Tố Diệp sợ cô ấy nghi ngờ, bèn vội vàng giải thích đang mùa hè nóng nực lại bắt cô ấy đi mua sắm cùng mình, cảm thấy rất áy náy. Kết quả cô bị Lâm Yêu chê đùa rằng Tố Diệp giả giờ giả vịt. Tố Diệp cũng cười, trong lòng không ngừng tự nhắc nhở bản thân chuyện này nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói, vẫn phải cân nhắc. Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi trung tâm giám định, vừa đi vào sảnh của công ty, vừa hay gặp Niềm Bách Ngạn quay trở về. Sau lưng anh còn có mấy nhân viên cấp cao, anh vừa đi vừa thảo luận với giám đốc Vương của bộ phận thị trường chuyện gì đó. Xem ra anh đang định tới trung tâm giám định. Các nhân viên nữ đi qua đều nhìn lại Niềm Bách Ngạn không rời mắt, Lâm Yêu hít nhẹ vào người Tố Diệp. Ê, chồng cậu kia. Không cần Yêu Yêu nhắc, Tố Diệp cũng đã nhìn thấy, chẳng hiểu sao cũng bỗng nhớ tại sự nhiệt tình của anh đêm đó. Tìm bỗng đồng loạn nhịp, đang định vở nhưng không nhìn thấy anh. Anh đã nhìn thấy cô, bèn dừng bước. Trên dưới trong công ty vẫn chưa biết chuyện họ kết hôn, thế nên Tố Diệp cũng không muốn quá thân mật với anh giữa chốn đông người. Lâm Yêu đường hoàng chào một tiếng tổng giám đốc. Tố Diệp suy nghĩ, rồi cũng bấm bụng chào một câu tổng giám đốc trước mặt rất nhiều người. Cô cảm thấy, cho dù bây giờ anh đã là chồng của cô, dù sao, anh vẫn là tổng giám đốc của công ty này, cô cũng không thể không có phép lịch sự trước mặt nhân viên của anh. Niềm Bách Ngạn cười khẽ. Ăn cơm chưa? Anh hỏi. Câu này nghe rất dịu dàng, khiến các nữ đồng nghiệp xung quanh ngứa ngáy ở trong lòng. Tố Diệp ngước mắt lên, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Cô bèn nói: À, em đang định cùng Yêu Yêu ra ngoài ăn, sau đó đi mua sắm. Trước mặt mọi người, cô không dám nói nhiều. Niềm Bách Ngạn suy nghĩ, rồi rút chìa khóa xe đưa cho Tố Diệp. Lấy xe của anh mà đi, bên ngoài nóng lắm. Tất cả các đồng nghiệp đều sững sờ.
Tuy rằng họ ít nhiều cũng biết Tổng Giám Đốc Niên và Tố Diệp có một mối quan hệ dây dưa, nhưng khoảng thời gian trước dường như hai người họ chẳng ai quan tâm tới ai. Thêm nữa, trước nay Tổng Giám Đốc Niên luôn rất nghiêm túc, tuyệt đối không bao giờ công khai đối với một cô gái ngay tại nơi làm việc. Ai chẳng biết lúc trước anh nghiêm khắc với Tố Diệp như thế nào, hôm nay lại ngữ khí sao có thể yêu chiều đến vậy, hình như quan hệ của hai người đã trở nên khác biệt. Đến Tố Diệp cũng cảm thấy anh đổi khác quá rõ rệt, cô nhất thời ngại ngùng, không dám nhận chìa khóa. Lâm Yêu mỉm cười, cầm lấy giùm cô. Vậy thì hai chúng tôi không khách sáo nữa. Tố Diệp vội vã kéo Lâm Yêu rời đi, nhưng Niêm Minh Hàn lại gọi giật cô lại, đi tới bên cạnh cô, rút ví, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa cho cô khẽ nói. Ứng thứ gì thì mua, tối nay anh được về nhà sớm, đợi anh về cùng ăn tối. Tố Diệp nghe thấy những tiếng suýt xoa của mọi người xung quanh, cô càng xấu hổ tợn, cô nhận lấy thẻ ngân hàng. Ừ, em biết rồi. Đi vào thang máy, Lâm Yêu chiều cô. Nói chuyện với chồng mình, sao mặt cậu đỏ như gấc thế hả? Tố Diệp cũng khôi phục lại tính trẻ con của mình, cô giật lại chìa khóa xe trong tay Lâm Yêu. Cậu đúng là không khách khí nhỉ? Tại sao phải khách khí? Đó là em rể của mình mà. Cô nói ý làm Tố Diệp trừng mắt, rất lâu sau, cô mới lắc đầu. Quan hệ thật lằng nhằng. Hai ngày trước đám cưới, Tố Diệp tới Hàng Châu. Vốn dĩ giáo gia đình sẽ sắp xếp cho người khác đi, nhưng Tố Diệp nghĩ tới chuyện mình kết hôn còn chưa báo với bố mẹ, bèn chủ động xin đi. Hàng Châu tháng 5 đã qua mùa hoa khỏi, nhưng màu xanh mơn mớn của mát mắt quả thực khiến người ta thoải mái. Buổi chiều có người chèo thuyền trên hồ, có đôi có cặp, khiến Tố Diệp chợt nhớ tới Tây Thi và Phạm Lãi. Tuy rằng thành phố không đúng, hồ nước cũng không phải, nhưng cảm giác thì hoàn toàn phù hợp. Sau khi tới Hàng Châu, cô bèn gọi một chiếc xe điện, vừa bảo vệ môi trường lại vừa thuận tiện. Cô đi từ khu Tây Hồ tới thẳng đường Long Tỉnh, cây xanh ngay bên đường càng ngày càng rậm rạp. Hạ cửa xe xuống, khắp lồng ngực tràn ngập mùi hương thanh mát của gỗ cây, khiến cô bất giác nhớ tới Niêm Ích Ngạn. Mùi hương của anh cũng mang lại cảm giác hoan khoái thong dong như vậy. So với lần trước tới đường Long Tỉnh, tự hồ là từ kiếp trước. Lần đó trái tim của cô chịu trăm ngàn vết thương, cô phải thả cho cốt của bố mẹ xuống hồ. Còn nơi này, cô đã cảm nhận được cái thanh tịnh của đường Long Tỉnh. Từng khoảng xanh mướt đen dài, phóng tầm mắt ra xa, những trà viện trông vô cùng vô xinh đẹp. Thật ra cảnh sắc ở đây vẫn vậy, chỉ có lòng người đã khác. Lễ bái bố mẹ ở Tây Hồ xong, lần này cô tới Long Tỉnh, chủ yếu là lên chùa Thiên Trúc. Ở đó có thờ bảy vị của bố mẹ, con cả, đứa con đã được cô siêu độ. Đứa bé ấy, nghĩ tới đây tâm trạng của Tố Diệp bắt đầu lắng xuống. Trên chùa Thiên Trúc đang tổ chức giấy Phật, các tăng nhân trong chùa đều tập hợp lại ở các bảo điện đọc kinh. Tố Diệp cũng không nghe hiểu họ đọc kinh gì, nhưng từ xa có thể nghe thấy được thanh âm kỳ diệu này, cõi lòng cũng thanh tịnh hơn nhiều. Trước đến đền thờ Đặng Thị Vương, có người đang quét rác lá trúc, cô bèn đứng ngoài chờ đợi. Men theo con đường nhỏ, phía xa là một rừng trúc mảnh khảnh, được vào mắt là những cái đèn đài cổ đỏ hồng, treo lên những cây cổ thụ cao chót vót. Xa nữa là khói hương nghi ngút, chỉ có hai chữ tịnh thu là có thể hình dung cảnh đẹp ở trước mặt. Trước này khách thập phương tới đây cúng bái không đông, đa phần là du khách chỉ tới chùa linh ẩn, vì thế nơi đây mới có thể giữ được nét thanh tịnh tự nhiên, mộc mạc nhất. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm chấn động cả bầu không khí yên ắng của chùa chiền. Tố Diệp dân mình vội vàng nghe máy, sợ làm ồn tới thần linh. Là Niêm Ích Ngàn, giọng của anh vẫn ấm áp như thế. Sao em đi Hàng Châu công tác mà không nói với anh một tiếng? Quyển 11, chương 496, Lì Xì Bay Đầy Trời. Không giống như đang giận dữ, giọng nói của anh toát lên một sự quan tâm khiến Tố Diệp cảm thấy ấm lòng. Cô nói chuyện cũng dịu dàng hơn một chút. Em đi gấp mà thôi, tối nay là về tới Bắc Kinh rồi, anh vẫn còn bận rộn nên em không nói với anh. Niềm Mấy Ngàn thở dài. Có người bên cạnh em vẫn tốt hơn mà. Yên tâm đi, em sẽ tự chăm sóc bản thân mà. Tố Diệp nhẹ bước, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng phả vào mặt. Cô dừng bước trước một tấm biển, bên trên có khắc bốn dòng chữ: Vạn pháp tương hỗ duyên khởi, thế sự bất tưởng cầu, chỉ yếu nhân duyên cụ túc, tự nhiên tùy đáo cử thành. Tạm dịch là, phàm là mọi chuyện trên đời đều do nhân duyên mà thành. Duyên tới thì hợp, duyên hết thì tan. Nhưng duyên tới duyên đi không do con người quyết định, không thể cưỡng cầu, chỉ cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi chuyện thuận theo tự nhiên, ắt sẽ có một cái kết tốt đẹp. Tố Diệp đọc tới mê mẩn, chỉ cần nhân duyên đủ đầy, nước ắt sẽ chảy thành sông. Vậy cô và Niêm Ích Ngàn bây giờ có được coi là nhân duyên đủ đầy hay chưa?
tình cảm nam nữ trên nơi này cũng không thể miễn cưỡng, vì duyên chưa tới mà còn chưa gặp nhiều trắc trở, muốn ở bên cạnh nhau càng lực bất tòng tâm. Giống như hai người họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, tới bây giờ nước đã chảy thành sông. Đang mải suy nghĩ, trong một ngôi chùa không xa bỗng vang lên một tiếng chuông, thanh âm vang xa. Cô nhìn về phía tiếng chuông, nhưng vô tình đếch thấy một bóng hình quen thuộc. Ngón tay cầm di động của cô run khẽ, một câu cũng không thốt lên lời. Em quá chìm đắm ở nơi đây rồi, anh sợ một ngày em bỗng dưng xuất ra. Trong điện thoại vang lên một giọng nói trầm thấp của anh, còn đôi mắt cô nhìn rõ nụ cười đầy ưu thương nơi khóe miệng nếm mấy ngàn, như nhìn thấy một vị thần bước từ trên trời xuống, làm Tố Diệp ngẩn người. Nếm mấy ngàn đứng ngay trên bậc thềm dẫn vào chùa, anh đứng giữ trong bóng cây xanh tốt, loang lổ, bóng anh càng được bóng nắng kéo dài, từ rừng chút sạc sạc theo gió, có chiếc lá rơi xuống bả vai anh, chiếc áo sơ mi nhạt màu. Trong tiết trời này, dưới cảnh thiền tự này, trông lại càng nhẹ nhàng khoan khoái. Tố Diệp còn tưởng mình nhìn lầm, cô dụi mắt khi thấy anh thực sự đang đứng đó. Cô vứ thức hỏi, sao lại tới đây? Nếu mấy ngàn cất điện thoại, đi thẳng về phía cô khẽ nói, kết hôn là một chuyện lớn, hay chúng ta cùng với báo bố mẹ một tốt hơn, và lại anh cũng muốn thăm con ở chúng ta. Tìm Tố Diệp co thắt lại, ánh mắt chợt tối đi. Nếu mấy ngàn giơ tay kéo cô vào lòng, khẽ nói một câu để kiên định trên đỉnh đầu cô, Diệp Diệp, anh sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này. Tố Diệp siết chặt tay anh. 12 tháng 5, theo bước chân của thời gian, ngày ấy rồi cũng tới. Ngồi trong phòng trang điểm của khách sạn, Tố Diệp ngắm nhìn mình trong gương, xung quanh là các chị em cười hi hi ha ha, mặc những bộ lễ phục màu trắng, nhất thời cảm thấy ngỡ ngàng. Hôm nay thật sự là lễ cưới rồi, cô thật sự lấy niềm mấy ngàn. Theo thói quen cưới hỏi truyền thống của người phương Bắc, từ sáng sớm, niềm mấy ngàn đã tới đón dâu. Tuy rằng đã định trước là một hôn lễ hào hoa, nhưng một số phong tục cũ vẫn phải tuân thủ. Trước khi cưới, Vương Tứ Bình đã liệt kê những thứ một cho Niêm Ánh Ngàn, anh ghi nhớ lần lượt. Vì đón dâu từ nhà gái, nên trước đó một đêm, Tố Diệp ngủ lại nhà cậu, cô chẳng chớp mắt được, cứ cảm thấy hồi hộp. Cậu mợ thì càng không ngủ nổi, 3 giờ sáng, cậu mợ đã chạy lục tục dậy bận rộn, trải tam đỏ ra tận cửa thứ hợp viện. Chưa tới 4 giờ, Tố Khải cũng tới, nó dán chữ hỉ khắp nhà, chuẩn bị bánh kẹo hoa quả. Tố Diệp khó khăn lắm mới mơ màng ngủ được một lát thì đã bị tiếng ồn đánh thức. Mở cửa phòng ngủ ra xem, cô giật nảy mình, trời ạ, màu đỏ tươi ngập tràn trong mắt. Cậu mợ còn chuẩn bị treo đầu lồng các loại, cô sợ bình tĩnh của cậu trở nên nặng, bên ra ngoài dặn cậu nghỉ ngơi. Ai ngờ cậu tự tin vô cùng, vỗ ngực nói mình không sao. Vương Tứ Bình cũng thúc giục cô về phòng ngủ thêm một lát, nếu không sắc mặt kém không thể trang điểm được. Trước khi trở về phòng ngủ, Tố Diệp lại nhìn cậu bằng ánh mắt hổ nghi. Chưa ngủ thêm được quá lâu, cô đã nghe thấy bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Nhà cậu không có thân thích, nhưng mợ thì lại có khá đông. Các cô lớn mợ nhỏ, chẳng biết tên, cứ từ từ dưới đất chui lên. Bình thường không qua thăm hỏi, giờ cũng thành một nhóm ồn ã. Tố Diệp dậy hẳn, lần lượt chào hỏi từng người một. Những gương mặt lạ lẫm ấy, ai nấy đều khen cô xinh đẹp. Ngày đám cưới, ngoại trừ váy cưới Lâm Yêu chuẩn bị cho Tố Diệp, Diệp Lan cũng chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục đi chúc rượu. Ngoài hai bộ này, Niềm Mấy Ngạn lại mua cho cô thêm 7 bộ khác, một bộ dùng để đón khách. Những bộ còn lại đều chuẩn bị cho những mục đích khác nhau trong hôn lễ. Nghĩ cũng đủ biết đám cưới này sẽ không ngắn. Người Trung Quốc coi cửu là chí tôn, vì cửu đồng âm với trường cửu dài lâu. Hoàng đế Trung Quốc cũng coi cửu ngũ chí tôn, thế nên ý nghĩa của truyền thống mà nói, Niềm Mấy Ngạn luôn rất tôn trọng. Đây cũng chính là lý do Tố Diệp tổng cộng có 9 bộ quần áo để thay đổi. Váy cưới đã được quản gia mang tới khách sạn cất kỹ từ sớm, để tiện khi tới đó Tố Diệp sẽ thay đổi. Còn khi đón dâu, cô mặc bộ sừng xám đỏ của Trung Quốc truyền thống, được chính tay thợ lành nghề của Đoạn Phủ Tường làm ra. Loại tơ lụa được chọn trong hàng loại ngàn loại kết hợp thủ công của những nghệ nhân đó có tiếng ở thành Bắc Kinh. Vẻ nghệ thuật của bộ sừng xám không thể nói được. Thay quần áo và trang điểm, những người bà con trước nhìn thấy bộ sừng xám trên người cô, ai nấy đều tấm tắc tán thưởng. Phương Tứ Bình thì nói với nét mặt hãnh diện, bộ sừng xám này là Bánh Ngàn phải mời chính tay nghệ nhân trong Bắc Kinh làm gấp đấy. Tôi đã từng tới Đoạn Phủ Tường rồi, bộ sừng xám này mà mang ra thị trường kinh doanh thì phải mua với giá hơn 200 vạn đấy. Một cô nói đủ làm mọi người kinh ngạc. Tố Diệp mím môi muốn cười nhưng lại nhìn, tâm lý ưa khoe khoang của mợ rất dễ hiểu, bản tính trời sinh của con người mà. Lâm Yêu dẫn theo một đám bạn tốt tới nhà, họ vừa mới tới nên Bánh Ngàn cũng đưa các anh em của mình tới đón dâu. Mấy chị em không nói gì, lập tức xông ra trước giữ chặt cửa. Tố Diệp đứng trước cửa sổ nhìn ra hoảng hốt, trời,
sau cánh cửa này nối người kia có tới phải mười mấy người. Chẳng mấy chốc dây pháo ngoài cửa đã nổ giòn giã, hàng xóm vây quanh nhà, quanh cây hỏe lớn. Một hàng xe sang trọng đỗ theo trật tự, chiếc xe thi đầu lộng lẫy nhất, cảnh tượng ấy khiến người ta phải tấm tắc không thôi. Trong số các anh em của Niêm Minh Hàn đi đầu, đương nhiên là đám bạn uống phả phanh ở nội mông khi ấy. Trước cửa, Niêm Minh Hàn mặc áo vest, đi giày da, tay ôm một bó hoa súng tím, đứng ở giữa, Giang Mặc Viễn và Thịnh Tiên Vĩ là hai hộ pháp hai bên, cùng tới đối phó với các chị em bà nghề xấu đang đứng chặn. Niêm Minh Hàn đứng trước cửa, cũng cảm thấy hơi căng thẳng, anh hắng giọng nhìn về phía Giang Mặc Viễn. Cậu chắc họ sẽ dùng mấy chiêu tàn độc này chứ? Giang Mặc Miễn bỏ thêm một đồng xu 5 xu, 1 hào, 5 hào, rồi một đồng xu 1 đồng vào trong túi áo vest của Niêm Minh Ngạn, vỗ vai anh nói. Để vòng trước vẫn hơn. Niêm Minh Ngạn vẫn chưa quên tình cảnh mất mặt của Giang Mặc Miễn ngày đón dâu, bèn gật đầu, còn bên kia Tịnh Tiện Vĩ thì nói. Yên tâm đi, cho dù bọn họ có 100 người, vẫn còn ví tiền của mấy anh em đây giúp đỡ cậu mà. Một người chuẩn bị cho anh tiền lẻ, một người lại trở thành máy rút tiền vô hạn cho anh. Nghĩ từ đây, Niêm Minh Ngạn bất giác cảm thấy sẽ vượt qua được. Đằng sau có Niêm Bích Tiêu, cậu ta băng nhắng nó một câu. Lỡ họ không có voi đòi tiền thì làm sao? Vừa nói một câu, trái tim Niêm Bích Ngạn lại đi bị treo lủng lẳng. Không đòi tiền thì đòi cái gì? Diệp Uyên tinh danh, vội vàng cứu giá. Hỏi lo, cần rượu thuốc kẹo trà gì chúng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trên xe rồi, nếu thực sự không tha cho cậu, cậu cứ tặng hẳn xe đi. Niêm Bích Ngạn cầm nín, anh bắt đầu giơ tay đập cửa, chẳng mấy chốc. Bên trong nó vọng ra tiếng cười hi hi ha ha thành một đám ồn ào. Lâm Yếu dẫn đầu hỏi, ai đấy sáng sớm đã ra đập cửa? Niêm Minh Hạn hiểu sâu sắc hôm nay kiểu gì cũng không thể giữ được hình tượng của mình nữa, đón được cô dâu mới là chuyện quan trọng nhất. Anh bèn trả lời, tôi là Niêm Minh Hạn, tôi đón Tố Diệp. Niêm Minh Hạn là ai? Chú rể ngày hôm nay. Chú rể ngày hôm nay là ai? Niêm Minh Hạn liếc mắt nhìn Diệp Uyên, cắn răng nói, em rể của chị. Họ nghe thấy tiếng Lâm Yêu và một đám con gái ôm bụng cười lớn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng tôi không muốn làm lỡ dở chuyện đón dâu của anh. Chỉ cần anh có thể vượt qua thử thách của chúng tôi là có thể đón được Tiểu Diệp thuận lợi. Nói trước nhé, nếu như anh không làm được, lỡ bị lỡ giờ là tại anh đấy. Lâm Yêu là người từng trải, biết đám cưới giờ có giấc, thế nên cùi nắm chúng điểm hiếu. Được được được, Niêm Minh Ngạn hứa không ngớt. Sau cửa, có tổng cộng 10 chị em, anh phải chuẩn bị 10 bao lì xì. Lì xì? Niêm Minh Ngạn vội vã rơi tay ra, anh không sợ họ đòi tiền, sợ nhất là họ đưa ra những yêu cầu vô lý. Các anh em giữ bộ lì xì nhanh chóng bước lên đưa cho họ. Ai ngờ, Lâm Yêu tử tốn nói. Anh là ông chủ lớn, trong lì xì đựng tiền, sao có thể làm khó anh, thế nên chúng tôi không cần tiền. Mặt Niêm Minh Ngạn biến sắc, đám Giang Mặc Viễn cũng chết điếng. Trong lì xì phải đựng đầy kẹo hỉ, nếu không, thất bại. Nghe xong câu ấy, Niêm Minh Ngạn suýt nữa thì nhìn Diệp Uyên, cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Uyên nhìn họ bằng ánh mắt, vẫn phải nghe tôi, rồi vội vàng bận rộn, giúp họ đựng đầy kẹo, coi như đã qua cửa thứ nhất. Ngay sau đó có một túi đồ to được đưa vào từ khe cửa. Anh nhớ hình dáng vợ mình chứ, ghép được hình của Tố Diệp ra, coi như anh thành công. Lại một yêu cầu khó khăn nữa, Niêm Minh Ngạn cầm lên xem, bên trên giấy là bức ảnh bị cắt nát. Có lẽ còn có ảnh bạn Tố Diệp, gương mặt đều bị cắt ra hết, bọn họ bắt anh trong khoảng thời gian ngắn ngắt, phải tìm được ngũ quan của Tố Diệp trong đống này, sau đó ghép lại thành hình của cô ấy. Đây là yêu cầu bắt chú rể phải cực kỳ thân thuộc với gương mặt của cô dâu, tình cảm sâu đậm mới có thể làm được. Nhìn thấy đống giấy ấy, đám Giang Mặc Viễn lập tức lùi ra sau, đến cả Diệp Uyên cũng nhượng bộ lui binh, họ muốn giúp cũng đành bó tay. Niêm Minh Ngạn ngược lại không hoảng không cuống, anh nhìn qua đống ngũ quan rơi rạc trong tay mình, nói với người trong nhà. Trong vòng 5 phút nếu tôi ghép thành công thì phải lập tức để cho tôi vào trong. Tổng giám đốc Niên, anh không có quyền có kèm mặc cả. Lâm Yêu vẫn chiếm thế thượng phong, Niêm Minh Ngạn lắc đầu khó xử. Thôi được rồi, anh nhìn. Nhìn đống ảnh lộn xộn, Niêm Minh Ngạn chậm rãi ghép, nhìn kỹ từng mảnh rồi mới ra tay. Anh thận trọng chuẩn xác, mỗi một bộ phận đều tìm được chính xác hình thuộc về Tố Diệp. Quả nhiên, chưa tới 5 phút, gương mặt xinh đẹp của Tố Diệp được ghép ra. Các chị em trầm trồ, ai nấy đều tấm tắc khen chú rể tình cảm sâu đậm. Có người còn định tiếp tục ra thử thách làm khó Niêm Minh Ngạn, nhưng có người lên tiếng, nói chú rể đã tìm ra được cô dâu trong thời gian như vậy rồi, đừng làm khó nữa. Cứ như vậy, các chị em tranh cãi nhau. Niêm Minh Ngạn nhân cậu ấy xông vào, chốc lát đã chen được vào cửa lớn.
Cửa thành thất thủ, chuyện lớn cỡ nào? Ngay lập tức, các anh em cũng hò rô công phá thành trì, ao ao xông vào khí thế. Các chị em vì lòng quân tan tác mà thua liền xiềng. Có chị em hét lớn: không được, không được, chúng tôi còn muốn lì xì. Ngay lập tức những bao lì xì đựng đầy tiền bay khắp trời. Lâm Yêu cầm một xấp lì xì trong tay: xin lỗi, không lời với Tố Diệp ở trong là. Cứ như vậy Niêm Ách Ngạn ăn bát mì của Phương Tứ Bình, rồi đích thân đút cho Tố Diệp mấy miếng. Ngay sau đó, anh bế cô lên xe, đi thẳng tới khách sạn. Quản gia tại khách sạn đã dẫn theo các nhân viên phục vụ đứng đợi rất lâu. Các bạn bè luôn luôn tay chân trong khách sạn cũng ra ngoài đón tiếp. Bỗng chốc, pháo nổ vang trời, trên thảm cỏ trong khách sạn cũng đã chuẩn bị pháo bồng kỹ thuật cao dùng cho vũ hội buổi tối. Trong khách sạn, từ bãi cỏ tới nhà ăn cho tới đại sảnh cử hành nghi lễ, khắp nơi đều là màu tím đậm của súng. Nghe nói, Niêm Ách Ngạn ích thích thân thu thập từ nhiều nơi, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không tới từ sáng sớm. Tối Diệp tới khách sạn, tuy chỉ vội vã liếc qua một cái, nhưng thấy không ít các loại khách danh tiếng quý tộc, chắc đều là quan hệ với Niêm Ách Ngạn. Còn có cả Cremve, Nhiếp Thiên Luật, thiên tài thiết kế của người cầm lái gia tộc họ Nhiếp. Những người tới đây không chỉ quý phái thì danh giá, các nhà tọa mẫu thợ trang điểm cũng được Niêm Ách Ngạn mời từ nước ngoài trở về. Sáng sớm nay đã có mặt tại khách sạn. Đang trang điểm thì có người gõ cửa. Đầu tiên là một cái đầu nhỏ thò vào, cười ngọt ngào với Tố Diệp: ồ, có nhà ai mà xinh thế kia, xinh xắn quá. Trong phòng trang điểm có người bạn nói: mau vào đây. Tố Diệp cảm thấy đứa bé này rất xinh gái, vừa nhìn đã muốn yêu. Đó là một bé gái không lớn lắm, mái tóc gọn gẽ, đeo một chiếc kẹp công chúa, ôm theo một con pu trong lòng. Tố Diệp gọi mình, cô bé đành cười hì hì chạy vào trong. Tên con là gì? Con đến đây với ai? Trái tim Tố Diệp cũng mềm nhũn. Cô bé nghiêng đầu, vừa định lên tiếng thì cánh cửa phòng trang điểm bị đẩy ra. Có tiếng phụ nữ nhẹ nhàng gọi: Thân Thân. Nghe thấy cô tiếng ấy, cô bé hớn hở chạy tới: mẹ. Cô ấy ăn mặc rất an choàng, chỉ có điều cái bụng nhỏ hơi nổi lên, có lẽ là đang mang thai. Cô ấy cẩn thận bế bé gái lên. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, cô ấy vội vàng xin lỗi: thật ngại quá, tôi vốn định ăn lỡ sẽ qua đây chào cô. Ai ngờ con bé này nghịch ngợm chạy lung tung, nó không làm phiền cô chứ. Tố Diệp cảm thấy người phụ nữ này trông rất quen, nhưng nhớ mãi vẫn không biết đã từng gặp ở đâu. Ánh mắt cô vô thức liếc qua cổ tay của cô ấy, bất ngờ nhớ ra: chị là Trang Nã Thần phải không? Đây là vợ của Giang Mặc Viễn. Sở dĩ cô nhớ ra cô ấy ngay lập tức vì chính chiếc vòng tay tinh xảo trên cổ tay được khảm nạm mới mấy viên đá sapphire xanh lam gì đó. Khi đó ở Mông Cổ, cô nhớ rất rõ Giang Mặc Viễn đã đấu giá thành công với 3.800.000 đô la Mỹ. Nghe Niêm Ách Ngạn nói nhắc Mặc Viễn đấu giá để tặng cho vợ mình vì vợ anh rất thích vòng tay. Chàng Nõn Thần khẽ mỉm cười đi vào bên trong. Từ lâu đã nghe nói Niêm phu nhân là một mỹ nhân, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt người thật rồi. Tú Diệp vội vàng mời cô ấy ngồi xuống vì lý do đứa bé trong bụng, rồi trò chuyện với cô ấy, bỗng nhiên cũng cảm thấy rất vui vẻ. Giang Thần bé xíu nằm trong vòng vẹ, tròn xoe đôi mắt hiếu kỳ nhìn Tú Diệp. Nhân lúc hai người nói chuyện, con bé liền cất giọng non nớt: chị ơi, chị rất là đám cưới à? Sao không nhìn thấy chị mặc váy cưới? Có ngày chị nói ngọt quá. Tú Diệp vừa nghe thấy con bé gọi mình là chị, trong lòng vui rộn ràng. Chàng Loãn Thần nhìn Giang Thần bằng mắt cưng chiều rồi nói: trẻ con bây giờ tinh danh như mà ấy. Tố Diệp nhìn Giang Thần, bất giác lại nhớ tới con của mình. Tim cô khẽ nhói lên. Cô giơ tay xoa đầu Giang Thần, rồi dịu dàng nói: chị sẽ tay về cưới rồi. Cô ấy vừa dứt lời, đã thấy quản gia của khách sạn gõ cửa đi vào, nét mặt lo lắng: Niêm phu nhân, váy cưới của chị biến mất rồi. Hết tập 96. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Thì hôm nay mình hơi về muộn một chút nên là bây giờ mới đọc được cho các bạn, cũng hơi muộn một chút. Các bạn thông cảm nha. Chắc là có lẽ ngày mai mình sẽ tìm một bộ truyện mới đọc cho các bạn thôi. Tại vì công việc cũng xong rồi mà dạo này mình cũng thấy ổn định rồi. Vì cái việc sự cố ngày hôm qua thì cái lỗi cũng không phải do mình nên mình cũng không phải bận bịu nhiều lắm mà mình cũng phải chịu trách nhiệm gì. Cũng rất là may mắn, nó không phải là ở truyền của mình. Mình chỉ gọi là đi hỗ trợ để nhanh chóng khắc phục thôi. Mình rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi mình. Và có những lời động viên và những lời chia sẻ rất là tuyệt vời đến mình. Thì mình cũng rất cảm ơn. Thì mình cũng không có nhiều thời gian để
trả lời các comment của bạn. Có lẽ là có đôi lúc mình cũng không có thời gian trả lời comment ấy. Các bạn thông cảm cho mình nha. Có mình, nếu mà mình có thời gian, mình chắc chắn mình sẽ trả lời comment của tất cả các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.